Và sau đây mình xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, mình muốn giới thiệu về cả nhà là dòng sản phẩm trị nám. Để làm sao mà hết nám là cả nhà như thế này nha. Nụ là cả nhà nên nhớ nghe. Làm sao mà hết nám? Mình có một loại kem trị nám rất là đặc biệt. Mình yêu cả nhà là nghe mình và cả nhà cứ tự tìm đến mình để là mua những sản phẩm kem trị nám. Và liệu trình là sản phẩm kem trị nám là người nào mà có ít nám là phải đánh 2 liệu trình, người nào mà có nhiều nám là 3 liệu trình để cho cái nám nó bay đi và từ từ nó sẽ hết rất là đẹp. Nó cái trong là cái mặt rất là đẹp với ngay cả nhà. Mình bữa nay mình thấy hết diện về cái mặt này, mình không định phận ngày vẫn khẩn kem gì chỉ tô môi và kẻ chân mày một chút thôi à. Mà cái da dẻ mình rất là đẹp. Và sau đây là tỷ nám là như thế này nha. 10 ngày đầu á là mình không rửa mặt, mình có rửa hai mắt rồi rửa cái miệng rồi đánh răng rồi thôi. Mình phải thẹt kẹp ấp để mình phải là nói chung lại là che lại, đi khi đi ra ngoài nắng mình phải bịt miệng khẩu trang lại và để trong 10 ngày. Sau 10 ngày là nó sẽ ra nám, cái nám là ra và làm cho da mình tỏa sáng ra. Sau đó mình đánh từ từ, nếu còn nám từ sau đó là mình đánh từ từ vàng đi từ từ là làn da mình trở nên trắng và hồng hào và mịn. Rồi nếu mà các bạn muốn đẹp mãi mãi thì tiếp tục là nói chuyện với Huyền để Huyền làm cho các bạn đẹp mãi và đẹp đến nên là khi mình tuổi già. Rồi sau đó là mình cũng có là dựng cái thuốc để mà uống làm cho căng cái da mặt mình ra, khi mình già rồi cái da mặt mình trở nên là tọc suốt. Mình có một loại thuốc uống để cho làm căng da mặt ra, làm cho căng ra là cái mặt mình trẻ lại đẹp. Và mình thấy là như vậy là mình rất là thích cái loại kem trị nám này. Và loại kem trị nám này là giúp cho Huyền là càng ngày càng đẹp và rạng người lên tại nhà. Mình làm nói chung lại bây giờ mình tự tin về mình rất là nhiều. Thì hồi đó là mình bị nám nhiều lắm, nhưng mà mình đi bác sĩ mãi cũng không hết thiệt. Cái da mình rất là xàm đen và giống như có những là da điêu màu á, là nổi lên rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình dùng cái loại kem này á, mình thấy là da mình là có, bây giờ là điều màu và không có nám và bớt đi nám rất là nhiều, phải nói là 90% rồi. Mà mình mới đánh đây là một liệu trình thôi, chưa được một liệu trình một nửa thôi, tại vì nám rất là nhiều. Khi mình từ đó là mình hết rất là nhiều tiền, mình cũng buồn lắm. Nói chung là người phụ nữ mà ai thấy nám với già đi ai cũng buồn hết, rất là buồn. Rồi họ đi sửa mặt này, cắt này, rồi bỏ collagen này, hoặc đi đánh là đi làm collagen này. Mà làm collagen hay làm mấy cái cải này thì cũng là nói chung lại là cũng không có đặc biệt, cũng không có là nói chung lại là mãi mãi đâu. Cho nên cái kem này mình thấy mình đánh mình rất là mãi mãi. Nếu mà các bạn muốn hỏi về kem trị nám và biết thêm chi tiết thì hỏi mình vậy thôi. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái loại kem trị nám này. Nhưng cái loại kem trị nám này là chỉ có đặc biệt là một mình có ở tại Thị Điện thôi. Còn kém gì mình không biết, các bạn cứ dùng cứ mất tiền hay là như thế nào mình không biết, nhưng nó sẽ làm cho bạn như thế nào mình biết. Nhưng mà lại Huyền sẽ làm đẹp cho các bạn và các bạn là thấy là ngày càng đẹp ra và ràng lợi. Rồi sau đó rồi bạn mới là nói là Huyền này thật hay là dạ. Nói chung là vậy, nhưng mình bảo đảm với các bạn đẹp là các bạn đẹp, rất là đẹp. Nói chung là vậy. Và bây giờ buổi live mình xin chào và hẹn lại tạm biệt các bạn, và hẹn lại lần sau mình sẽ kể rõ và nói chuyện nhiều hơn. Bye bye.